Hello, xin chào mọi người nha. Đến với Mạnh Săn nha. Hôm nay em sẽ hướng dẫn anh em đi cách tìm hàng rắn và đào rắn như nào. Anh em cần một cái gì? Thứ nhất là cái thuồng, thứ hai là đèn pin. Anh em nhé, mọi người theo bước chân em nhé. Một này ở trên em vừa rồi em nghe nói là có ở đây có rắn rất to. Em sẽ tìm ở khu này, bởi vì người ta sẽ thấy nổ xác đây. Đấy, có ông bác thấy nổ xác đây, em sẽ tìm đây. Khu này nha em nhé. Em đầu tiên tại sao em tìm cái khu này? Vì khu này là chuột bó nhá. Em tìm khu nào khu này này. Để là chuột bó này. Nhện sẽ có rắn rất cao. Ở đây có hàng đẹp này. Ui em ơi. Hàng này ở đây có vết hay anh em này. Đây nhá. Em chỉ cho em vết. Em đợi em lấy cái đèn. Để em tìm xem. Ui em ơi, vết mới lắm. Đây. Vết tí trong, em nhìn đẹp tí trong chưa? Đó, vết trong này. Đó, đây bóng ở đây, vết này ngay ngoài đây. Đó, mọi người thấy ngay ngoài thấy chưa? Nó bóng bên trong thì em cho anh em xem vết trong nhá. Em xả rộng này nhá. Xả rộng ra, sâu xuống này đốm mất hang nhá. Vết còn đẹp nhau. Chưa thấy rắn đâu.
Ui dồi em ơi. Qua rồi. Đây đây. Thế hàng. Em nhìn thấy chưa? Đây. Ui nó có lồng rồi. Ôi. Đây. Đấy, em thấy chưa? Thấy hàng chưa? Đấy, một bé hổ trâu nhá. Mừng quá nhỉ. Em sẽ đào nó nhá. Đấy, thấy chưa? Hổ trâu. Thấy quá chưa? Anh nhìn đuôi chưa? Ấy. Thủ luôn. Muộn rồi anh em ạ. Trời sập tối rồi. May quá. Ui nhà lộn. Thôi ổ ổ này đâu. Nó chật kín luôn. Con này khủng lắm nhỉ. Ấy, em nhìn chưa? Ấy. Thôi nhầm nhá, đây thành quả em đây nhá anh em này. Đấy, em nhìn chưa? Béo hổ trâu cũng luôn, còn này như bắp tay em luôn. Ý, em nhìn này, giả đũa luộc luôn này. Cũng muộn rồi nha anh em nhá. Bây giờ em sẽ cho nó vào túi nhá. Đấy, cũng để em về. Được khá xa anh em. Đấy. Này bắt này đi đánh đi đào cũng không xa nhà lắm, cách nhà độ 15 cây thôi. Bây giờ về tối nó vừa anh em. Đấy. Em nhìn chưa? Đấy, xin chào mọi người nhá. Mọi người thấy hay thì cho em xin lượt like, đăng ký nhá. Anh em nhớ comment mình dưới bình luận nhá. Có gì xin em xin gợi ý nhá. Chào mọi người nhé.